Đây các bác, đây là cái cục pin 6A Forge mới nhất và cao cấp nhất của dòng Milwaukee M18 thì được mới ra mắt ở thị trường Việt Nam. Thì ngày hôm nay để em sẽ mang đi test thử cùng với lại cục 8A dòng Harpoon dòng xả cao trước kia của Milwaukee, xem là cục 6A Forge này nó có khác biệt nhiều không các bác nhé. Đầu tiên là pin 8A Harpoon, pin đầy 4 vạch. Tiếp theo là cục pin 6A Forge. Cục này nhìn cực kỳ đẹp luôn các bác. Nhìn cái báo pin của nó đẹp chưa. Đấy, pin đầy nha. Vừa rồi thì em đã test qua hai cái dòng pin là 8A Harpoon và 6A Forge. Thì theo đánh giá cá nhân của em sau khi em cảm nhận rút qua thì em thấy hai cục pin này nó cũng xem nhau các bạn, nó cũng không có khác biệt nhau quá nhiều đâu. Nhưng mà về công nghệ mà hãng công bố thì con Forge này công nghệ tốt hơn và cao hơn. Thì chắc cái đấy phải kiểm chứng qua thời gian dài khi anh em sử dụng nhiều. Và hiện tại mức giá của pin 8A Harpoon và 6A Forge đang có mức giá là xem nhau, thì không biết là các bác lựa chọn cái cục pin nào hợp lý hơn nha. Và hiện tại em có test qua thì là hai mũi tường 20 thì cục pin 6A Forge này mới chỉ hết có một vạch pin thôi.